Từ một cô gái ê đê giữa núi rừng đại ngàn, theo tục lệ tôi phải lấy chồng từ năm 14 tuổi, nhưng tôi nói không. Tôi chọn con đường theo đuổi ước mơ của mình. Chìa khóa của cuộc sống là chấp nhận thử thách. Tôi yêu vẻ đẹp khỏe khoắn, tôi yêu và tự hào làn da của mình. Nó là đại diện cho vùng đất mà tôi lớn lên, đại diện cho con người của tôi. Sự mạnh mẽ của người con núi rừng chảy trong con người tôi, của ý chí, của những đòn đánh, của những giờ tập luyện cực khổ. Tôi đã làm được, bạn cũng vậy.